Thưa quý vị, vào lúc 8 giờ sáng nay tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng ông Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ được cử hành trọng thể theo nghi thức quốc tang. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đoàn đại biểu vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban tổ chức lễ tang khái quát cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Theo đó, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sinh năm 1933, quê tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 5, 6, 7, 8, 9, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, 8, 9, Thường vụ Bộ Chính trị khóa 8. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông Phan Văn Khải đã có nhiều đóng góp quý báu với Đảng, Nhà nước. Ông đã được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Sao vàng, huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Ông mất đi là một mất mát lớn với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ban tang lễ Thủ tướng Phan Văn Khải do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức trọng thể lúc 7 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3 tại Hội trường Thống nhất. Lễ an táng sẽ được tổ chức lúc 11 giờ cùng ngày tại quê nhà nguyên Thủ tướng tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.